Mark Pirani, chị đại nắm trùm showbiz Thái bỗng tiêu tan sự nghiệp vì mang danh giật chồng. Pirani không thai, biệt danh Mark Pirani, sinh ngày 28 tháng 7 năm 1989, là diễn viên thực lực nổi tiếng của Thái Lan. Cô ghi dấu trong lòng khán giả qua các bộ phim như Vì sao đưa anh tới bản Thái, Tình yêu và cạm bẫy, Ngọn đèn trong bão, Đôi lứa xứng đôi. Dù mới 32 tuổi nhưng Mark đã có tới 19 năm kinh nghiệm hoạt động trong làng giải trí. Mỹ nhân mang trong mình hai dòng máu Thái Na Uy này gia nhập vào làng giải trí từ năm 13 tuổi qua việc làm người mẫu. Đến khi đóng quảng cáo cho Lux cùng Am Pacharapa thì Mark được biết đến nhiều hơn. Thời điểm năm 2006, Mark bắt đầu được các ông lớn trong ngành điện ảnh để mắt tới. Cô nhanh chóng trở thành diễn viên độc quyền của đài CH3. Khả năng diễn xuất bẩm sinh cộng thêm việc được đào tạo bài bản tại trường đại học nghệ thuật Thammasat, khoa nghệ thuật ứng dụng, chuyên ngành phim truyền hình. Mark nhanh chóng khẳng định được vị thế và trở thành một trong số những cái tên bảo chứng về chất lượng diễn xuất trên màn ảnh nhỏ. Mark từng có một chuyện tình dài hơn 10 năm với bạn trai thượng lưu. Tuy nhiên, năm 2018, cô tuyên bố độc thân khiến fan hâm mộ tiếc nuối. Cùng thời điểm này, người ta thấy Mark xuất hiện chung với Songkran Techanarong, chồng đại gia của nữ diễn viên Ad Tassam. Đáng nói hơn cả là cách đó không lâu, Songkran và Ad cũng mới hoàn tất thủ tục ly hôn. Nhiều người cho rằng Mark đang có mối quan hệ mập mờ với Songkran và chính cô đã phá hoại hạnh phúc gia đình đàn chị. Thời điểm đó, cả ba người trong cuộc đều chọn cách im lặng. Tháng 11 năm 2018, những tưởng mọi chuyện đã qua, ai ngờ Songkran lại bất ngờ thừa nhận rằng mình đang hẹn hò với Mark và cũng một mực cho rằng Mark không phải tiểu tam. Chuyện ly dị là do anh và Ab gặp nhiều vấn đề trong hôn nhân. Sau đó vài ngày, Mark cũng thẳng thắn thừa nhận rằng mình và Songkran đang trong quá trình tìm hiểu. Chính bởi những phát ngôn này mà Mark lập tức bị tẩy chay trên mọi mặt trận. Bộ phim Buan Naoromit lên sóng vào tháng 1 năm 2019, có rating thảm bại và buộc phải cắt giảm nửa số tập. Năm 2020, Mark Pirani kiện Antifan ra tòa và yêu cầu bồi thường khoản tiền xứng đáng với những thất thu của cô trong 2 năm qua, đồng thời cũng chấm dứt việc bị người khác lăng mạ làm nhục trên mạng xã hội. Tại tòa án, nữ diễn viên Vì sao đưa anh tới bản Thái đã có những chia sẻ về việc nhờ đến luật pháp để giải quyết dứt điểm những hành vi công kích, phỉ báng, xúc phạm gây ảnh hưởng đến công việc của cô trong 2 năm qua. Không giấu nổi cảm xúc, Mark Pirani đã không ngăn nổi những giọt nước mắt. Trên đôi mắt cô liên tục rơm rớm lệ trước những câu hỏi của phóng viên. Cụ thể, trước sự động viên của luật sư, nữ diễn viên vừa khóc vừa nói, Mark chưa từng có ý định sẽ làm tới cùng việc này. Ngày hôm nay tôi muốn thông báo rằng mọi người hãy chờ và lắng nghe mục đích tôi làm là đúng chuẩn mực. Tôi chỉ cần chứng minh rằng những tin đồn bịa đặt suốt 2 năm qua là không đúng sự thật. Tôi muốn tìm được công lý. Đối với loạt tin tức, chúng tôi yêu cầu bồi thường 1 triệu bạc. Tôi muốn nói rằng đó là sự bồi thường cho danh tiếng, học vấn và công việc xã hội của tôi đã bị mất. Chắc chẳng ai thông cảm được cho cảm xúc của một người trẻ như Mark vì bạn chưa từng trải qua nó. Tuy nhiên, quá trình này phải trông chờ vào tòa án, công bằng sẽ được thực thi. Chúng tôi là ngôi sao, là diễn viên, là người của công chúng, đương nhiên sẽ phải đối mặt với thị phi, nhưng làm ơn đừng bôi nhọ danh dự, tung tin vu khống như những điều đã xảy ra với tôi. Rõ ràng nó đã thực sự ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của Mark. Mark chưa bao giờ đứng ra tố cáo những điều như Mark không đẹp, diễn xuất không tốt, điều đó Mark sẵn sàng chấp nhận. Tôi muốn mọi người có ý thức về việc xác thực tin tức. Chúng ta lấy cái gì ra để xác nhận rằng tin tức đó đúng? Nếu chứng minh được nó đúng thì hãy quay lại đây một lần nữa. Tôi đã luôn uất ức về những tin tức đó suốt 2 năm qua. Mark đã luôn im lặng. Không một ngày nào tôi không nhận được những lời lẽ miệt thị cả. Tôi muốn nhờ phương tiện truyền thông để thông báo rằng ngành công nghiệp giải trí cái gì cũng có chừng mực, không ai thích sự việc này cả. Sau khi dằn mặt anti-fan, Mark và đại gia Songkran thoải mái chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh ngọt ngào khi đang mặn nồng, khác hẳn khi mới công khai hẹn hò và bị cư dân mạng công kích kịch liệt. Một lần nọ, Songkran chia sẻ hình ảnh Mark khi cả hai cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng đồ ăn Thái Lan nổi tiếng. Theo chia sẻ của Songkran, bức ảnh được chụp khá lâu rồi. Khi nhìn lại nó, anh muốn cùng bạn gái quay lại đó để thưởng thức đồ ăn. Tuy nhiên, bên dưới phần bình luận, đông đảo dân mạng vẫn dành những lời quá khích để nói về cặp đôi. Chẳng những chê Mark không đẹp bằng vợ cũ của Songkran, netizen còn mong cặp đôi sớm đường ai nấy đi. Có thể nói, dù sở hữu nhan sắc đỉnh cao cùng năng lực diễn xuất không phải dạng vừa, Mark Pirani khó lòng quay lại làng giải trí vì mang danh giật chồng và bị khán giả quay lưng.